người đã trở lại. Thì giờ mấy bác cháu chào mọi người, mấy bác cháu với mấy anh đang chuẩn bị mình vô chợ Đà Lạt, mình mua đồ ít đồ về tối nay mình làm món tại nhà của chị Trang nha mọi người. Đang chợ Đà Lạt. Bán dâu rồi, bán dâu đứng nhiều. Bán gì mà nhiều dữ vậy? Họ dâu. Chị nào mình về mình ghé anh luôn. Đó, dâu, dâu ngon. Ủa bơ đó kìa. Quá trời bơ. Chúng ta đậu xe bên kia kìa. Cái này tao đi clip mình. Đi cô chú ơi. Đi Đà Lạt á. Dạ, đi chợ Đà Lạt. Ừ, em có mua hoa hồng tặng người yêu không? Hoa hồng tặng người yêu không? Chú. Có lỡ đi trong này chóng mát. Đi trong này chóng mát. Quay kìa, bây giờ kìa. Nhưng mà đi đây không ta? Dạ được. Ở đây bán mứt với mứt bao nhiêu? Cái 200 với lại 100 là 300 với 140 luôn. Sáng là lạc á. Cái đó chủ mà bán có chanh năm cho trái chanh luôn không? Có chanh thì có chanh mua đi chút là như mua tắt. Sáng là lạc là hàng giao không? Đúng rồi bác, ở đây ngọt thơm. Bán rau không biết rau gì anh? Mới vô bán hả? Rồi bây giờ xong rồi mọi người, để chuẩn bị đi ra. Đây là xuống dưới chỗ nhà chị cũng có phòng đồ ngủ. Dạ. Hãy xuống đó luôn đi, lên khách sạn chi. Rồi xuống đó nghỉ ngơi chút. Rồi cái nấu ăn lên đó. Tối mình về khách sạn. Dạ. Rồi mấy bác cháu chuẩn bị tới nhà của chị Trang này mọi người. Ở đây cũng cao à. Mấy đây cũng thấy nhìn mấy đây nhìn núi nhiều cũng nhiều nè. Đó mọi người thấy chưa? Đây là núi nè. Ở trên cao nhìn xuống đã ghê á. Ở đây không khí nhìn thở nhìn đã ghê á.
qua bông nè. À cái trái chanh dây hay gì nè. Đúng rồi, trái chanh dây nè. Chính xác. Đó có trái chanh dây kìa. Đây nhà của chị Trang. Đây có ai có nhu cầu gia vốn thì liên hệ chị nha. Chị, đây. Sạc đây không? Cho em mượn em sạc cái này em tự xuống đăng. Ấy là sạc gì? Sạc đi vô cái nào coi. Thôi nghe tao không anh thì cậy đâu nghe. Đi Samsung sạc được không? Được đó. Ô, dữ quá. Đó nhà chị Trang rồi. Ồ, quý chương cho. Có nhà nước. Quá trời luôn. Đây. Hơi bị nhiều luôn á. Đây, bây giờ mày quay cho tao, anh Nam đó tao đặt chức viên vàng đó chào. Chưa, tao tối đủ đi. Không bạn, cái này vàng đó, đấy nào vàng. Đó, mùi vàng đó, mùi vàng đó. Đà, mùi vàng đó. Này một cam mà. Vàng. Vậy quý viên vàng rồi chưa. Vàng, vàng, vàng. Nè. Đúng rồi, cái đó cái nghiệp cần mấy mùi vàng, cái vàng đó. Dạ. Hả bún nguyên chưa? Cái này là đồng. Nhập không? Đồng hả? Cái này là đồng. Dạ. Sao nó trời nhiều. Đây nè, vàng nè. Đeo vô cổ luôn nha. Cái này vậy nè. Có karaoke nữa. Dạ. Đi, phải thay. Nó vàng đẹp. Cái này đi. Nó có vàng nó đẹp cái này nè. Đây ngày 15 nè. Thôi. Đây, tặng nè, tặng nè. Bác ngồi tí đi. Rồi, đeo hai cái giải, hai cái luôn. Đừng có là hai lấy hai giải chút. Nè. À, chúc mừng anh đã chiến thắng hai giải hai giải luôn hai giải luôn hai giải luôn chiến thắng rồi đó vàng quay mới đẹp nha quá đẹp quá đẹp vàng cháy nè hai giải luôn hai giải luôn mới đẹp mới đạt hai trường vàng bóng bàn tâm đồng tặng nha vỗ tay vỗ tay vỗ hai giải luôn chưa. Cho đẹp, nó đáng có gì mà. Có cái phòng khác, cái màu nó không phải màu đó. Để có 6 rau nè, mới đúng nè. Ờ, được chưa? Được chưa? Rồi nè, đúng chưa? Đây, nay thành tích của Nam đạt được huy chương vàng và cúp vàng. Cúp vàng, cúp vàng, để gì được. Ờ, cảm ơn. Cảm ơn. Trong phim đó nha. Thank you. Bây giờ nó cũng thành kèo đó. Rồi đây nãy giờ đây nãy giờ là mình giỡn thôi chứ thật ra là của bé Tâm Anh đây. Quá bé quá trời rồi quá trời rồi chưa được mọi người. Rồi á. Cúp nữa nè. Đó là cúp nữa nè. Rồi. Dạ. Rồi trời. Năm này nhiêu rồi? Năm nhiêu rồi? Dạ. Có hơn nữa. 14 tuổi mà ra cúp cái cân. 14 tuổi. Nay cái này còn có mấy chục cái mà ha anh Nghiệp. Điểm lâu. Chị Khoan Dục mới lên mời nó giao lưu á bé. Mời nó đi ăn nó đi. Con nói gì chứ. Mấy ông đó là người ta nổi tiếng á. Ai muốn được nổi tiếng là người đó người ta lan xe mà nó nhỏ đâu hiểu. Nó không thể. Quá là cúp luôn. Rồi đây chị đang chuẩn bị với rửa đồ để một hồi mình làm món ăn mọi người. Hồi nãy mua nhà, anh mua vô đồ chị không biết mua thêm đâu. Làm đụng hàng hay bị trái cây luôn. Yeah. Cái gì mà 2 mấy triệu. Biết nay 36 nấu món gì cho mấy chị em mình ăn nữa chị Đăng. Ờ, 6 rồi đảm đang hồi nãy đi chợ học khen đó. Dạ. Hai nhà là chú quýnh cho bọn ông này bắt phai hai ga đó. Rồi nó mua 5 chỉ một mặt rồi ở đâu lắm. Ở đây còn nữa chị. Ngon ghê tươi. Ăn thử đi. À, bánh mì bánh quên. Thử đi cưng. Vì mà mọi người ăn nho, mọi người móc tay nha. Ý ngón tay chứ. Quang Dũng mời quay được, mình quay được, mình chính thẳng rồi đó. Ngày hôm qua Quang Dũng mời nó đó. Đi mà giao lưu đó, nó không đi á. Trong chị nói. Ngon ghê. Nhưng mà nó cũng đánh cho thua bác Dũng mấy phân rồi hả. Nó nói thả. Nó nói giao lưu. Ai cũng ăn bác hết. Tôi thấy ai với Quang Dũng hả? Nó đánh mấy bác luôn. Này cho anh vô bếp luôn ha. Ta làm hết rồi sau vàng. Này mày làm món gì vậy bác sao? Làm nấu canh chua cá. Cái chua cá với nó kho cá. Dạ. Này hai món với rau trộn sốt lắp. Dạ. Chị đang nấu cơm mọi người. Đây là đồ nấu canh chua nè.
Đi lên Đà Lạt là mình ăn toàn rau tươi nha mọi người, còn rau tươi sạch. Con cái này mình nấu canh chua hả mấy chú? Còn con cái ấy thì mình kho. Kho. Cái bóng thì kho, còn cái này nấu canh chua. Cái này lạ quá, mới thấy lần đầu luôn không biết sao. Cái này cái biển. Con dao đi xem nó biến. Còn thế nè. Rau là chị đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ còn con cá cho mình bắt lên mình nấu thôi. Đây nồi canh chua của bác Sáu, cá thử rồi với cái nước chưa đòi nè mọi người. Còn đây là chuẩn bị bác Sáu kho. Còn cá bóng. Chắc cho miếng nước nữa bác Sáu này. Vậy là mình chờ đợi chính mình ăn coi chứ gì đâu có làm gì nữa hả bác Sáu? Còn làm rau nữa hả? Dạ. Chị đang xúc rau qua làm cà chua mọi người. Cà chua, bạc hà, rau thơm. Còn bên đây thì bác Sáu đang kho cá chín rồi. Đây. Sầu thơm quá bác Sáu ơi. Đây là canh chua. Có khóm chứ, bỏ khóm vô rồi. Thì chuẩn bị giờ là mình lên mình ăn á. Thêm bát đi đâu là nấu theo người miền Trung. Ồ cho đẹp không? Như nhà hàng. Đây. Giống nhà hàng quá chị ha. Ừ. Chào tay. Cái này bỏ không ra là bát để nãy sạch. Cái này bỏ cái gì lên. Canh chua. Cái gì cũng quên tên nữa rồi. Cái gì? Cái gì? Lớp 2 một tô được hả bác Sáu? Hai tô đi ăn chống đã. Công mình giới tới dưới lương coi. Cái đá làm gì? Chưa đánh nổi đâu. Rồi giờ mời cái nhà mình nhập tiệc nha. Lấy bi thôi lại ra lấy tiền bon nè. Mình lấy ra cái nó nguội á. Lấy ra. Kìa. Kìa không đậm hơn đi không? Bây giờ anh ra chúng bạn lấy bún ngon đi. Dạ, bữa nay bác Sáu tới gia đình hai vợ chồng con cũng cảm ơn. Chú Thiên nói đi. Chú bác Sáu trẻ mãi không già. Trẻ mãi không già. Chú nào cũng chú này chắc chén được mà. Người không có tuổi. Thôi đại diện trong gia đình, trong cái nhóm cảm ơn gia đình ha. Cảm ơn. Vô nè. Vô nè. 2, 3, vô. Nhỏ rồi. Xóa mà qua hoạch. Đó là bánh gì ta? Đó là lạc rồi, nhiêu. Đây thì nữa. Lấy sao lo nó ngọt trong lạnh vậy? Cho cà. Xong rồi ăn cà ngọt quá. Cà bao nhiêu vậy? Rồi, ăn thiệt tình đấy. Chà, sáng máu lại. Đấy là một cà gì? Đây không có cà. Đấy không có cà. Bảy đất với em. Không có, đừng lấy. Vì ngon quá. Dạ. Vì bánh sáu ngon quá. Đây là đặt đô thêm. Bây giờ không có bé là có mì ta. Cũng nho hả? Dạ không. Anh ơi, có mì ta sao không? Mì đi. Cái món này nó xấu là. Cháu nhiều tiên cái bánh không ạ? Cháu nhiều nhẹ tiên cái bánh mà viền luôn. Đó. Mình đã thấy. Được không? Cứ ăn thử ra này chấm nhiều tí không mắm. Đó, chấm nhiều xương mắm không? Cực kỳ. Không phải chấm nhiều tí không mắm. Cực kỳ.
chấm được chỉ có mắm mới đúng. Ngon quá. Đấy được ăn. Ờ, nó tẩn cái tay nó dài. Nó lụm cái tay dài. Đứa con nó mãi. Rồi bây giờ mấy bác cháu dùng cơm chiều xong rồi mọi người. Bây giờ chuẩn bị mấy bác cháu chuẩn bị đi ra chợ đêm. Chợ đêm. Chợ đêm của Đà Lạt nha mọi người. Rồi bây giờ mấy bác cháu đang chuẩn bị mình đi bộ dịch lần xuống dưới chỗ chợ đêm Đà Lạt nha mọi người. Ê, đi chợ Nam Mỹ sao mình chết. Phải chết. Sao bên này đẹp quá. Xe còn con. Trời ơi con lại đừng có liều mạng quá đi tầm đi con. Liều mạng liều phải đâu tự nhiên nó tầm kỳ. Đi qua đường xe hư của ta. Rồi đây là chiếc xe của Bách Ba hả chị? Đúng rồi. Bách Ba của thời lúc hồi xưa là ở là Đà Lạt rồi đi xe này không nè mọi người. Đây. Hồi xưa là thời ai cũng có xe đó đó. Dạ, đây xe Bách Ba. Đẹp quá, này người ta đã trang trang lại, tôi trồng hoa lên nè mọi người. Rồi chụp hình. Đẹp quá. Còn bên đây là xe gì chị? Đó là xe hồi xưa là người ta chạy taxi bằng xe này, giống như là xe xếp hợp bây giờ đó. Dạ. Người ta trồng cỏ lên đây nè mọi người. Đẹp chưa? Đó là ngồi đó là xe. Cái đẹp quá. Cái này là xe cổ đó. Cái này là năm 98 mấy là người ta đi bằng xe này, nước ta kìa. Dạ. Rồi đẹp quá. Rồi giờ mấy anh em với bác cháu mà vô chợ đêm mấy anh. Rồi, đi đi. Rồi, vô chợ đêm. Anh đi vô xe anh ơi. Mấy bà ăn cơm chứ sao đâu anh. Rồi quay lại đi anh. Rồi đầu đây luôn em. Đây em. Nói gì đồ quá anh Nghiệp. Đủ đồ hết trơn à. Vô ghê hả? Đúng rồi vô ghê. Cũng cái nhà đây em. Em vô luôn. Nước gà chảo gà gọi gà anh chơi. Có bán dầu nữa nè. Có dầu. Dầu. Lắc em ơi, 15 ngàn đi em ơi. Có bỏ dầu không? Em ơi, anh uống cái lại em ơi. Khoai lang nướng. À, khoai lang nướng ở đây có trứng vịt nướng nữa hay gì nè. Trứng vịt. Quay đây quay từ nhiên. Phố đen mày không quay tự nhiên ở đây không ai cắm con mà con quay là được. Ở đây người ta bán qua tiso nhiều đó mọi người. Còn đây đây. Đây là mang bao. Lưu lại. Đây. À, đang đây và đi phố đêm nha. À, vợ chồng đen bác Sáu tới này nọ vui vẻ nha. Rồi đây anh chúc phố đêm bye bye. Dạ. Ở đây người ta bán bơ nhiều hả chị ha? Ờ, bán bơ nè. Đi bơ nhiều ghê. Bên trái cầu thang của chỗ này ăn bắp ngon lắm. Dạ. Bắp nói đâu con ghé đó hả? Ở đây thì bán đồ nướng với đồ chiên nhiều lắm nè. À cái chợ này là sáng mình ghé nè đúng không chị? Đúng rồi. Chợ Đà Lạt. Buổi sáng là chợ Đà Lạt, tối là chợ đêm. Dạ. Đây ta chỗ sáu chuẩn bị ăn bắp nè mọi người. Bây giờ mấy trái? Nghiệp ơi đây nè anh Nghiệp. Bảy.
Có máy là người trái là tính người. Ở đây là hai người phải không? Bấm nước, không, bấm, không có nữa đâu. Bấm sao ăn bấm nước? Bấm đầu đó. Nghe. Ăn không bấm nước đi. Đất của Nam mà. Bấm sao ăn bấm nước mà. Quốc của Nam mà chưa mưa đã nắng. Chưa mưa đã nắng rồi. Đường đường hôm đầu từ từ tính. Chưa có lá xay không? Đây có. Ăn bắp đây. Dạ có. Ê, con ăn trái bắp không? Dạ ăn bắp. Ê Nghiệp, con ăn trái bắp không? Không ăn bắp đâu. Bà mày ăn gì? Ăn cái gì đâu. 4-5 trái đây. Trái nhiều ạ. Có bắp bây ăn, bắp bây ăn mực phải không? Còn miếng cạp đó thôi ăn luôn. Mực ở dưới đầy rồi. Ăn mực đi. Kho lan 6, kho lan sùng, lấy chồng rồi đậu lấy rồi. Cũng mì nữa. Dạ nó đầy đủ luôn. Ai mua kho lan không? Trời bán bắp bây vậy? Dạ yeah, có người bán nha. Làm sao mà nghèo được ta, ai mà nghèo được ta. Ai ăn cô lan ăn bắp không? Sao nghèo được. Mà cái tới cái đó là cái gì ta ấp vò bắt vô bắt chân lắp vò chợ mới mình đi về chợ mới lắp vò hả ờ gần đó bắt chân lắp vò là ở Đồng Tháp nó gần cái chuyện nó gần ráp nhau nó xong qua cái đò nó qua vò, cái gần cái gần chợ lắp vò ở gần chợ mới á quay còn nghe còn nhớ nghe để còn dễ thương anh dễ thương nên clip có mấy cái góc một tuần nữa con mở là cái góc miền Tây này có còn cái sáu mấy cái góc miền Tây nghe con mắm chờ là nó đốt sao khoai lang nướng nhưng mà đặc biệt là khoai nướng nước là Đà Lạt nha chứ phải Dạ đem dốc cầu Đà Lạt dạ 15 là 6 5 30 là 90 ngon quá dạ ngon hả chú 90 đó lại đó là bác về Đà Lạt á ghé chợ đêm của Đà Lạt á bác khoái nghe cái bắp của Đà Lạt rồi là cái hương vị của nó là bắp nếp rất ngon kìa không bao giờ quên được đây bắp nếp nè mọi người bắp nếp con về đây có những cái gặp miền Tây mình dạ cũng gặp, có, gặp một cô với đó, một dễ thương một dễ mến thôi kêu bạn đi ha ủa có anh nữa ủa anh ở đâu tới anh ở miền Tây đây đó hả đặt tình thiết bên đường đạo vượt qua nó chặt bông ngày coi mày quá cái bông có thứ cứ một lần ai dám đặt không rồi đưa cho bác con à ủa sao người đẹp không thấy làng nữa là sống ảo không? Em đang chờ làm nè. Đây rất là đông vui mọi người. Ở đây có rất là nhiều người bán. Ở đây có cô bán dâu nữa nè. Đây bán đồ lưu niệm nhiều lắm. Ở đây mà leo lên trển, bây giờ ở đây mà leo trển là bao nhiêu bậc? Tài tính. À, có mười mấy phút rồi. Lố chỉ tiêu bắt đầu clip phải kỳ nè
hả? Có đẹp gì? 20k. Pizza Đà Lạt 20k. Pizza. Thứ này em mới chịu nha, có chữ mới chịu à. Nhưng bánh mày người đẹp quá trời ha. Tự nhiên cái giọng là không phải quê ở đây hết à. Quê ở đâu? Ở đây hả? Vậy là hồi trước em nói là cái này là Đà Lạt đẹp là đâu có bị sai đâu đúng không? Rồi bây giờ như vậy mấy bác cháu về khách sạn nghỉ ngơi nha mọi người. Đam nghe, có tiền với cháu cho thiếu nghe. Rồi đi thôi, giờ chuẩn bị về khách sạn ha, có sao? Rồi bye bye. Rồi bye bye nghe. Rồi giờ mấy bác cháu tạm biệt mọi người ở đây luôn. Dạ. Là khách sạn. Rồi hẹn gặp lại mọi người sáng mai nha. Nhớ cảm ơn mọi người đã xem hết video. Rồi chào tạm biệt.